chị tham gia game show thêm 10 game show, 20 game show nữa thì Thu Trang vẫn là Thu Trang. Và chị Trang là một cái thế hệ đàn chị, thì không biết là chị nhận xét sao về cái thế hệ đàn em như là Diệu Nhi, Buka, những cái người mà tiếp nối chị về sau, thì chị nhận thấy như thế nào? Bản thân chị thì thấy mấy em là có tiềm năng, và mấy em ai cũng có thực lực hết. Và đó, giống như chị nói đó, là mấy em bây giờ là ai cũng có cái điều kiện để mà chăm sóc bản thân bên ngoài, không có giống như chị hồi xưa. Đúng rồi, đúng rồi. Hồi xưa mình là không có nghĩ về bên ngoài nhiều, mình cứ nghĩ là mình cứ cố gắng làm thôi. Còn mấy em bây giờ là có cái ý thức được là giữ cho mình bên ngoài, mà cái đó điều rất là cần thiết cho một người diễn viên. Mấy em là người có cái lực diễn nữa, cho nên là thấy là cái thế hệ sau này là tốt đó chứ. Nhưng mà em đối với bản thân em cảm nhận thì sau chị á, thì có vẻ là diễn viên hài nữ bắt đầu biết chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Tại trước đó là diễn viên hài kiểu như là quan trọng cái diễn xuất thôi, thì mang lại tiếng cười cho khán giả thôi, và không quan trọng bề ngoài. Nhưng mà từ sau chị thì có Nam Thư nè, ngoài chị Hoa hậu làng hài Thu Trang, thì sau đó là có Kiều nữ làng hài Nam Thư, và tiếp nối thập tam muội là thập tứ cô nương. Và mọi người nói là cũng vì lý do đó mà hai chị em không có đồng lòng như trước nữa. Thì không biết là sự thật là như thế nào ạ? Sự thật là tại vì chị với Thư bên ngoài vẫn nói chuyện bình thường mà. Và tại vì không có nhiều cái cơ hội hợp tác với nhau thôi. Tại vì bây giờ Thư cũng có công ty của Thư, cũng có những sản phẩm của Thư. Bản thân chị cũng vậy, cũng có công ty và sản phẩm của chị. Chứ ở bên ngoài gặp nhau chị em vẫn nói chuyện bình thường. Và đối với lại Trường Giang và Trấn Thành, không biết là cái mối quan hệ từ lúc mà mình bắt đầu đi diễn, những cái lúc mà tất cả mọi người đều đang khẳng định bản thân mình trong cái sự nghiệp, và thời điểm hiện tại như thế nào ạ? Tại sao mà mọi người rất là ít khi mà xuất hiện trong những cái sản phẩm của nhau, mặc dù sản phẩm nào cũng đình đám? Cái này là do đạo diễn, là do nhà đầu tư, là do nhà sản xuất. Tại vì khi mà mời một lượt 3 ngôi sao, 4 ngôi sao như Tiệc Trăng Máu đó, mời một lượt mấy ngôi sao như vậy thì cái tiền nó phải dôi lên rất là cao. Chi phí độ lên đúng không ạ? Chi phí nó rất là cao. Cho nên là khi mà đã mời, mà mời người ta phải cân đông đo đếm, phải nên như thế nào để cho cái dự án mình an toàn nhất. Cho nên khó khi nào mà có được một cái dự án như Tiệc Trăng Máu đó. Còn ở bên ngoài thì sao chị? Đời sống cá nhân thì sao? Đời sống cá nhân thì vẫn bình thường, vẫn bạn bè gặp nhau vui vẻ, nói chuyện, lâu lâu còn hẹn nhau đi ăn uống rồi mà. Tiếp theo là một thời sự, xin mời chị Trang bóc một trong hai cái trứng vịt, một trong ba cái trứng vịt lộn này để... Là cái gì? Trong này là cái gì em? Trong đây là cái chủ đề chúng ta sẽ nói, những cái thời sự nóng hổi. Ba cái là chị phải bóc mấy cái? Một cái ạ. Một cái thôi đúng không? Một cái, về nay chúng ta sẽ nói về cái đó. Bóc cái gần chị nhất. Ok. Nghệ sĩ và game show. Ok, nghệ sĩ và game show. Chủ đề này có nghĩa là dạo gần đây có nhiều nghệ sĩ tham gia rất là nhiều game show, mà game show nào cũng thấy, mà có nhiều khán giả là không thích cái điều đó. Thì đối với chị thì điều đó như thế nào? Tại vì hồi xưa chị cũng là nghệ sĩ xuất thân là sân khấu, nhưng mà hồi xưa có khoảng thời gian chị xuất hiện game show cũng rất là nhiều. Là một khoảng thời gian là chị Trấn Thành, Trường Giang là cứ xuất hiện game show liên tục mà. Là mấy năm liên tục, là cái khoảng thời gian mà chị nói là chị bào khủng khiếp đó. Là mình cứ đi quay suốt mà mình không có thời gian nghỉ ngơi và cho cái cơ bản thân của mình đó. Thì mỗi người nghệ sĩ đều sẽ có con đường, lựa chọn con đường riêng của mình đi. Giống như chị, mấy năm trước chị vẫn tham gia game show, chị vẫn làm game show. Nhưng mà tới một lúc nào đó chị cảm thấy là đã đủ rồi. Tại vì chị tham gia game show thêm 10 game show, 20 game show nữa thì Thu Trang vẫn là Thu Trang, sẽ không có gì khác hơn nữa. Và lúc đó tự nhiên chị cảm giác giống như là chị muốn làm một cái gì đó đổi mới bản thân của mình. Tại vì khi mà chị xem lại những cái game show chị đóng, chị tham gia, chị thấy là bản thân chị cũng cảm thấy nhàm với chị. Thì chị sợ khán giả sẽ nhàm với chị, cho nên là chị mới chuyển qua là làm phim. Chị làm sản xuất, chị tham gia phim điện ảnh nhiều. Thì đó, chị nói mỗi một nghệ sĩ sẽ biết được là ở đâu là giới hạn của mình. Cho nên là còn khi mà khán giả nói là tại sao mà nghệ sĩ cứ xuất hiện game show liên tục, tại vì nếu mà bây giờ không phải có nghệ sĩ tham gia game show chứ.
bây giờ không, không nghệ sĩ không tham gia game show, nghệ sĩ đóng phim hết thì ai sẽ là người làm game show để cho phục vụ cho nhu cầu giải trí của khán giả truyền hình, đúng không? Cũng phải có nghệ sĩ tham gia game show thì phải chia ra người đóng phim, người tham gia game show, cái đó là điều hết sức bình thường và mình phải cân bằng được cái điều đó.